Các bạn đã đến với xe điện Lan Anh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe Vespa Napoli S đời mới này nhé. Giới thiệu một bộ chìa khóa của xe mới nhé. Xe mới sẽ có một bộ chùm chìa khóa gồm có hai chìa khóa cơ và hai chìa khóa phụ. Với chùm chìa khóa thì mình có khá nhiều cách để mở khóa. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn, đầu tiên sẽ là chùm chìa khóa cơ, thì chúng ta mở y như trang như xe máy thôi. Chúng ta cắm vào, chúng ta bật xe lên. Mà lưu ý là đối với dòng xe đời mới này thì chúng ta bật lên thì chúng ta vặn ga để nó chưa đi nhé. Chúng ta sẽ bấm một lần vào khóa mở này, bấm một lần vào nút khóa mở đây, bấm một lần vào thì chúng ta mới vặn ga đi được. Lý do tại sao vì vậy là lý do bởi vì chiếc xe đời mới sẽ có chức năng tự động khóa bánh. Khi chúng ta tắt xe, chúng ta tắt xe để trong vòng để khoảng 10 đến 15 giây và xe tự tắt. Đây, xe vừa kêu một tiếng chuông xong về xe đã khóa bánh. Đây, mình sẽ xoay bánh sau cho các bạn xem. Mình sẽ xoay đi và nó sẽ tự khóa này. Đây, mình sẽ xoay và nó khóa lại. Trong trường hợp này thì chúng ta không sử dụng khóa cơ đúng không? Muốn sử dụng thì chúng ta sẽ cắm khóa cơ vào một lần rồi chúng ta sẽ bấm một lần vào khóa mở. Còn chúng ta mở bằng remote thì khá đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần bấm đúp hai lần ở hình tia sét này. Đây, về xe đã khởi động lên luôn. Còn muốn tắt thì chúng ta cũng bấm một lần vào khóa mở. Về xe đã tắt. Chúng ta muốn mở cách tiếp theo để mở xe đó chính là bấm một lần vào khóa mở. Còn bấm một lần vào, xe kêu lên và chúng ta dùng tay ấn vào nút của khóa đây. Về xe đã lên. Tiếp theo chúng ta muốn khóa báo động thì chúng ta sẽ bấm một lần vào khóa mở. Ta đã khóa xe một lần này và chúng ta bấm một lần vào khóa đóng. Và xe đã khóa báo động. Khi xe khóa báo động thì bất cứ ai chạm vào xe hoặc là dắt xe đi, xe sẽ kêu lên. Đấy, xe kia sẽ kêu lên. Trong khi kêu lên, chúng ta không muốn kêu nữa thì chúng ta sẽ bấm một lần vào khóa đóng thì nó sẽ ngừng kêu. Còn chúng ta muốn tắt hẳn chế độ báo động khi không ai động vào xe thì nó không kêu nữa thì ta sẽ bấm một lần vào khóa mở nhé. Đây, đây nó vẫn kêu nhé, bấm một lần rồi để hết này. Chúng ta muốn tắt hẳn chế độ báo động thì chúng ta bấm một lần khóa mở để nó hủy chế độ báo động nhé. Bây giờ mình sẽ động vào càng xe nó không kêu nữa. Theo mình xin giới thiệu nút cuối cùng, nó chính là nút hình quả chuông này. Nút hình quả chuông này là nút tìm xe nhé. Chúng ta bấm lên xe sẽ tự động kêu và chúng ta biết xe chúng ta đang ở đâu này. Nút này áp dụng cho trường hợp chúng ta để những bãi đậu xe đông đúc. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu mặt đồng hồ này. Mình sẽ khởi động nhanh lên. Đây là mặt đồng hồ của xe. Mặt đồng hồ của xe có số lớn nhất này chính là số km trên giờ mình đang đi. Bên cột bên cạnh chính là cột pin. Khi nào còn xuống 2 vạch pin thì chúng ta sẽ sạc xe. Dãy số cuối dưới cùng này sẽ là số km trên giờ mình đã đi được. Còn dãy hàm số bên trên sẽ là hàng mức độ vặn ga của chúng ta vặn nhiều ga thì sẽ lên nhiều. Còn số bên cạnh này thì mình đang tìm hiểu cũng chưa rõ lắm. Số grade này. Đây mình sẽ demo ga thử cho các bạn xem. Mình sẽ ga nhẹ lên. Mình sẽ lên 12 km/h. Và dãy cuối cùng này, hàng bên trên nó sẽ lên theo mức độ ga này. Lên xuống. Lưu ý khi sử dụng xe đạp điện là chúng ta không nên vừa bóp phanh vừa vặn ga nhé. Chúng ta vừa bóp phanh vừa vặn ga thì xe sẽ không đi này. Đây mình sẽ bóp phanh vào vặn ga. Nó xe sẽ không lên này, vẫn ở số 0 rồi. Khi chúng ta dừng đèn đỏ thì chúng ta hay có thói quen bóp phanh vào ga.
nhưng mà xe sẽ không đi, chúng ta sẽ hiểu nhầm là xe sẽ bị hỏng đấy. Đôi khi chúng ta ga lên mà không lên thì chúng ta kiểm tra xem chúng ta có bóp phanh này. Để lưu ý nhỏ khi sử dụng xe đạp điện thôi, bởi vì phanh khi phanh sẽ có xe sẽ tự động ngắt động cơ. Tiếp theo mình giới thiệu đến cùm tay lái bên phải này, có nút tắt bật đèn này, đèn sương mù này, đèn sáng này. Đây và gạt hết sang bên phải sẽ là đèn tắt đèn. Bên dưới này giống nút đề nhưng mà thực ra là đây sẽ xe điện sẽ không có nút đề, nó sẽ tích hợp vào sẽ là còi. Số 1, 2, 3 là số của xe. Số 1 là số chậm nhất, số 2 là số trung bình và số 3 là số nhanh nhất. Bên dưới D là R này chính là nút tiến và lùi. D là tiến và R là lùi. Đây, R mình đang để chế độ R đây. Mình sẽ vặn ga lên, xe sẽ lùi. Số lùi đi khá chậm, chỉ được 6 km/h thôi. Đây. Tiếp theo mình đến với cùm tay lái bên trái. Bên trái thì cũng khá giống xe máy thôi, cũng có bốt và pha. Bên dưới sẽ là còi, bên dưới nữa sẽ là xi nhan. Đây, xi nhan của xe. Tiếp theo mình sang đến cốp. Cốp của xe có khá là rộng, có thể được đổi một chiếc mũ bảo hiểm. Đây, đây là mình lấy xe cửa hàng, khá là bừa bộn, có gương và hộp sạc. Bên trong cốp sẽ là có Actomat. Actomat này là sẽ là tổng áp của xe nhé. Khi nào xe không có điện thì chúng ta sẽ kiểm tra xem xe áp có nhảy nhé. Khi áp nhảy xuống là xe sẽ không có điện. Chúng ta muốn xe có điện chúng ta sẽ phải gạt áp lên. Đây, xe sẽ kêu lên là báo là có điện nhé. Khi nào xe không có điện chúng ta sẽ kiểm tra đến áp này. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến sạc. Sạc của xe thì cổng sạc của xe sẽ nằm ở bên dưới yên này nhé. Đây. Đây mình sẽ cặp sạc thử cho các bạn xem nhé. Sạc. Lưu ý khi chúng ta cắm sạc xe điện đó là chúng ta khi chúng ta vừa đi về thì chúng ta nên để xe tầm 30 đến 40 phút để xe nguội bình thì chúng ta mới cắm sạc vào. Và chúng ta rút sạc ra, sạc xe xong thì chúng ta rút sạc xe ra thì cũng để 30 đến 40 phút để xe nguội bình nhé. Trong quá trình đi sạc hoặc là xả xe sử dụng đến bình ắc quy thì bình ắc quy sẽ nóng lên. Chúng ta phải để nguội bình thì chúng ta sẽ sạc hoặc là đi tiếp. Đây, mình cắm sạc vào xe sẽ báo đèn đỏ đây nhé. Đèn đỏ đang vào, còn đèn xanh là đã đầy nhé. Đối với xe này thì sẽ sạc vào rơi khoảng 10 đến 12 tiếng. Chúng ta đi về, chúng ta sạc để qua đêm và sáng ra rút ra để một lát rồi chúng ta đi tiếp. Sạc của xe chỉ nhỏ bé nhé. Trong khi sạc xe thì sạc sẽ kêu lên tiếng chạy quạt nhé. Chúng ta cắm vào chúng ta sẽ nghe thấy. Nếu sạc không chạy quạt mà chúng ta nên chú ý xem nhé. Nếu quạt của sạc xe không chạy thì chúng ta sạc một lát chúng ta xem có sạc có nóng. Nếu nóng quá thì chúng ta sẽ rút ra. Về lưu ý khi sử dụng xe đạp điện như vậy thôi. À mình sẽ rút sạc ra thử nhé. Khi rút sạc ra thì sạc sẽ báo đèn xanh giống như là đầy bình nhé. Đây, đầy bình thì nó sáng xanh như thế này. Camera hơi mở. Đây. Sử dụng xe đạp điện chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.